Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cambodian Learning List. In this video, we are going to talk about the passives. We focus on forms and uses of the passives, and be informed that this is our video lesson 23 in level upper intermediate. Okay, so let's go to the next slide altogether. But before going to the next slide, for those who have seen this video, don't forget to subscribe for more additional video. Okay, here I think and I believe that most of you have know the form of the passive, because you may have learned it in level pre-intermediate and intermediate. And in this level, we can say it is just a review of the previous one. But however, I think there may be a different point for you to learn. Okay, chẳng nếu không mày hiện năng cứ chỉ bị passive nữa. Hay ở passive năng cái kênh đi hồi đấy cái tùm rúng tại phần chỉ muốn tùm rúng tùm nắp hà xíu thời ban bà ca lao ra tùm rúng kê giả sắp thuốc bí hay là bụng ca là pa pa participo dần tờ nữa. Ok, pa participo nữa dần tờ còn tái thuốc bí nó cứ thuốc bí xinh nè nè ồ mà ta ca present simple thuốc bí bỏ viết cứ em is a dần tờ ca pa simple thuốc bí bỏ viết cứ vô dạng tờ ca perfect to be bỏ vía ca perfect to be bỏ vía bình dạng tờ have been dạng tờ nữa hay bà xin chữ ca continuous to be bỏ vía being dạng tờ nữa những continuous mean trở lại present continuous hay dạng tờ present perfect continuous những to be bỏ vía cứ being này nữa. Ok, còn tái dương biên tùm rộng xên dưới đó khảo quy tùm rộng cao tăng đọc phí nó cứ dương biên other forms được chia form by infinitive thông đá infinitive cứ to do là to do thật phở đó to be done thật ban phở dần mà ok đó perfect and infinitive cứ to have a phí dẫn tại chìa phát xíu to have been were phí dần mà the participle dùng miền doing thật rồi có chữ run được kia thế dùng ai being done dùng màu nè ok being done the perfect participle having done dùng màu perfect participle the perfect participle passive having been done ok ai nâng bảo bạn vô tích công tác ở chỗ đó ưu tố ai nhận vô chờ này lấy chỗ đó ca bảo bạn đồng á chắc ở bên này dùng thở passive dương thở passive nó phê đây nè tật tua ca một hiệp nó cứ xung khăn chiên nạc phở đó is more important than the performer nè đài rong sạc ca một hiệp nó xung khăn chiên nạc phở chứ nạc phở ở xung khăn này nè đài rong xung khăn chiên rồi cái dương ai dạy tha nè đài phở sạc ca một hiệp nó cứ mình chỉ bắt loạt cứ ấp đâm tha vì nạc kê nạc phở chẳng bằng dương thở passive này chấn cạnh này là dân thở tha xíu viên phi cạnh ấy không đi kê vừa rồi gặp dân chấn cạnh này thì môi nó cứ nẹt tập tua rong sẽ cam thiệp nó chìm một khăn và cái trong và hai cạnh nẹt tập tua rong sẽ cam thiệp đấy hay rồi có cạnh này môi tiền nó ai tha nẹt tập tua sẽ cam một thiệp nó cứ mình chỉ bắt lọt chấn bằng cái thở tha xíu hay cái tha the use of passive avoid sentence with a vague subject like someone or some people chẳng thời chứng cái phở passive đã sao được cái ở trong phở bật thiên nè bật thiên đây mình chắc bác loa được kia someone chọc đau bụng không ạc thiếu cứ someone đến cái trong phở thì cứ có some people mình đúng mà chẳng hồn thì nó thời mất chứng bằng cái ở trong phở activate cái phở mà passive mình là ưu thơ hoa như vậy nè the local cinema was closed down 3 years ago ta hồn có nó thật ban kiểu bất bây giờ nam rồi dẫn dựa đơn vị nào bởi thế thì nhé dẫn dựa đơn sẽ cầm hiệp một vị nào đặt thôi thì mới đi kênh dạy tha very few Thai writer
are being so this day cái thà mà xin ông lấy lấy xin ông lấy cho nó một miền con chơi nữa và thật ban kì tôi cũng lụa sọc ngày là typewriter nữa chả are being so nó cứ present continuous passive nữa chứng dương ở đông bình an lũ ấy thế giờ ở đông bình an lũ ở đông thà thật ban kì lụa hai mối tiết kênh dạy thà children should be warned not to speak to stranger thật quên cái mình của thật ban bây giờ chẳng anh ấy chứng ọc đơn đã ở đơn thao bình đã thường nó gọi đơn thao cái ọc mình nó bây giờ chứ mới đây cái gì thà the 1030 flight to Greece has been delayed thật chương chân hoa và lại chơi nhưng mà hả mong đọc xam sắp từ và tên Greece nữa thật bán ở PFP là thật ban PFP has been delayed và lấy cho một lao cao phục hẹn mũi tiệt cái ta the use of passive is a way of avoiding placing responsibility for a particular action on specific purpose or organizations chân ta phục hẹn passive màu lập biệt tiếp nâng cứ đầm mây chia viên cả đạp vật tục nâng cả đạp vật tục xe mẹp sẽ cầm phía bởi xe nào mũi ta lơ một lúc nào mà nẹ rồi cầu ăn gặp phía nào mua dần thời tại cái này dùng phở passive dựa đơn bật thiên cho ba lo hay thế dựa đơn bật thiên cho ba lo hay chẳng vì ai chia ca hụt bì bật tục ấy mùi đã lấy những ngôi mơ ưu tờ ho bảo kế kinh dạy tha due to the company needs to increase production thật đã xa ra làm rời ca rồi bọc phong hốn nông ca bằng ca và là cái cám the lunch break hai thỏa nữa will be reduced okay nâng thời gian cà bật thói from 1 hour to 45 minutes chứ muốn kinh nhâm ở hai ngày thỏa đến cái IP mà màu ta lỡ ở hai ngày thỏa nâng cà bật thói là so xa tập hẹn được tìa là xa tái tùm rời ca bật thâm hồn chứ khi nhắn thiên tham mình chìm nụ nè mẹ đã mình sức mẹ tham mình kẹt ăn chua mẹ là kẹt ăn chua bó rô hay chẳng hề chẳng cứ hát là xa tại tùm rời ca bật thâm hồn á vậy chẳng kẹt đâm mặt loài nè ok mua tiền khi bây giờ dẫn đến cái nhận hạt đầm này chứ we probably prefer to say this than to say we hả tại cái này sẽ say we bạn ấy thay chỉ tục bọc trong hồ đó nè trong hồ nhạc cắt và dân dịch hạt đầm này chứ mình anh có chia trong một đại phương gần nè chẳng ở cái anh dạy chân này kinh dạy bạc trẻ huy nhé kinh dạy bạc được dân dạy cái thằng company need cái nhận the company need how to prepare the land bridge chứ mình đang tham vì nàng nẹt cát đấy mình đang tham đang tham mình ấy chứ mình đang tham company rồi còn mình đang tham vì giống như hụt bị bắt tục nàng này nữa ok những cái to hoài khi hụt bị bắt to hoài ok I am sorry that your letter was misled mình xung tốt sự bột bọn này thật bạn đặt cho lòng nhờ cho lòng như thế chứ the speaker may prefer not to say I am sorry I misled your letter mà dùng phở I misled the letter your letter giống mà này thay dương nó cứ nạc phơi hưởng năng này giống mà này thay dương nó nạc phơi hưởng năng ok I misled your letter cũng ta mình xin vậy thay I'm sorry your letter was misled ta đâm bình an nạc thơ này ở đâm bình an nạc thơ này mà ta trong hồ này xin những thầy ok mùi tiết kinh dạy thế the passive is often used to avoid a change of subject in a sentence chẳng là cái phở passive đấy là bởi chỉ viên cao phát đồ thiên được trong sentence ưu đó thế when they got cái phở day when they got to the police station day đấy đó. When they got the police station they were immediately questioned kế thật ban là xưa dùng đồ thêm tiền mùi tiết duyên vậy ta I went by train and was met at the station by my aunt khi ta đến lúc đầu thì ta được lớn dẫn lại đi ai and was met at the station tâm bất lại đi thật mình ai mùi tiết ta kê lục trò nó cầm hồi vì ta đã nít lại đi thật mình ai mùi tiết chẳng kê lục trò gì nữa nữa chẳng phải thiên tôi khá nhiên thì bằng cái phần passive hơi passive mới chỉ là cái chờ nộp phần nó cứ miếng bị bài nó đòi xa nhìn trong đạm bia cặp bài nó đọc bay khoảng hai pi nè là thừa sự cam hiệp nè là thừa sự cam hiệp lần chấn ok
chẳng là nơi cái này nhưng ai phở clear bài mà đồng bây và hai cái nhạc phương phớ nè hay cái chờn là phở về chứ mùi nâng kia sắp hoa hẹn nè the build, compose, design, discover, invent, make right chẳng thật cái chẳng tạo ra cái miền bài cùng tay mình bật coi thì hạp biện bài nó như chọn đã phê ná các bạn đấy sẽ dương đấy đâm bay bằng hai pi nè thường nằm nè ok và những anh dịch ha the play was written by a previous unknown author ta hướng nó về khao nó các bạn sẽ xây đào giờ này được phun làm scratch mua vì môn mà nè thế một chút street pool cathedral was designed by Christopher Wren ok chẳng lại nó cứ kịp ở bài nữa bài mới tiết những anh vậy ha the book tell how he was often beaten by his poor father suppose đó gặp ông pi thạc quát nó thật bàn chỉ nhắc nhói vì đau là buộc bỏ qua nó nhàng mình nhé the petition was signed by all the people in the street petition nó nhập nhập control từ ấy mua dần thời đó. We were stopped by the police on our way home. Chắc là phụ dưỡng thật bàn chụp đòi police để tham gia từ theo bảo phụ dưỡng. Nhưng chẳng ai thật bài bài là còn thà xỉu nữa. Kể cho đa chụp nói cuối tiết. Kênh dễ thà. The passive is often used with verb of saying or believing in this construction. Đối dương vậy ta it is said that it is expected that nó ai đó nó dương ai vậy mà kê này vậy tha kê chưa tha à biết đó nó cứ kê phở chỉ passive vậy chấn kê phở it bộ passive của tất đẹp lọt chấn it is expected nó kê sầm khẩm tha kê nó đừng bị nào kê đi chấn trong này đang chấn ok ở chỗ đó there am though there are passive to be there are believe that nó là miên kê chưa tha chẳng mà nó để I believe là miên kê chưa tha many thousands of homeless teenagers living on the street of the capital nó miên kê chưa tha miên ở menu chuyện này đã học teenager đã học cái sự bài nữa huấn nơi lớp lời nữa nó không là capital mới tới những ai phải học pháp chích bộ passive hay là thu bộ verb như anh nhớ là she is considered to be the best singer in the group những lẽ người trong còn là phải mùi thu bộ verb là phần năng thế ở bên đây play cái này mới tiếp the passive is often used in notice news report or description of progressing as it has customer are advised to buy their ticket in advance để chốn thật bằng kết đo là bố miền to buy ở tên nhận thời to escape prisoner nè rốt chạy tô rốt kết luôn bình nè were recapture trở bàn chắc luôn làng vinh chẳng mắt nè the orange are treated là phải khối nó thật bàn kì leave hay nâng store in large box before being ship abroad muốn bê nôm chánh tới khảo vật tế chẳng lại nâng cái phở chưa ra nghĩa muốn bê trợ bàn dù hôm tới phát xíu cái bộ trợ bàn nóng ở nâng cái bộ trợ bàn nóng ở ok tỏ lấy mơ mơ note bỏ kế note cái ta same language thì sao mà chẳng nguồn thế useful use an impersonal pronoun or impersonal pronoun where English use the passive trong này đại biểu xóa ăn lễ cứ phở passive nhấn dạch cho lòng mỗi bí xa xe hình tiết impersonal pronoun nó đối chìm mình bị you được có one nó kế nè rồi là one see one often see rồi cái dân dạ kê như vậy thôi once believe that thì nhận thật công tác ăn lễ cái phở it is believe that mình nè hàm ý tiếp hợp biện get nó ai chuẩn đủ to be bài nè get is often used with certain past participle get engage khi ngỡ get engage
get engaged chẳng bạn ấy tha be engaged, get married bạn ấy tha be married nè, phờ chưa đủ cái bạn, get lost bạn ấy tha be lost, get killed là be killed chẳng mà và trở bạn sầm lạp chẳng mà nè. Ok, từng tác cái ai phờ get chẳng mà nè, ở bài ngày thế nè, get drunk, get elected. Để lấy cho đó các phần anh vào làm hát bao nhiêu. Ok, lấy muốn cho đó anh vào complete chú cho subscribe phần á. Bạn sẽ nhập nha vô thay video nâng lỏ. Mùi tiết mà pay bay ấy cái thay cho sẽ bị dụ thằng lạc vĩnh. Đói putting the underline word nó cho passive nè. À, bị nè, kể giả sắp cụ toàn bị khóng cho passive. Make any other changes necessary. Cho đòi thơ nơi make any other changes necessary. Đối với các pháp đô đã chăm bạch chẳng lệ mối cái thời gian ngồi đấy. Ở chỗ đó là lệ phí mình bị awake thật ấy. Do you want someone to wake you up in the morning? Do you want to be woken up in the morning? Hạ khăn lấy cái xuôi dân ta nè, chọn ao dòng nam nè, đặt nè nè nông bê bạc rứ. Đó dùng thời dịp hà xíu với ta chia, ta nè chọn thử, chọn ao kê đặt trong ok bạn được nộp về pháp lý. Ok, chẳng lịch bấy I don't like someone telling me what to do. Chẳng I don't like being né? Being told what to do chẳng mà. Rồi lịch 4 the windows are really dirty. Ta có bối thật click nè. No one's cleaned them for week. Chẳng như ta the windows are really dirty. They haven't been cleaned for week chẳng mà. Lịch PM after the company made him redundant, top P công hôn thuê con nâng redundant ấy, he became depressed, got a game ground chật này. Chứ những anh vậy tha, after being made redundant, he became very depressed chẳng hạn. Lịch phần mối, I would like them to have given me the chance. I would like to have been given the chance chẳng hạn. Hey, I would like to have been given the chance. Yeah. Chẳng chẳng cái đồ nó cái thù. Yeah. I tại chưa would like have been á. Nị vậy. Chẳng cái đồ vì một phần này. Mà một phần này. Okay. Tập tiếp tiếp. Lấy phần phần. We choose. I am hoping they will choose me. Chẳng I am hoping I will be chosen. Tại chỉ I will be chosen mà nè. Nị. I will be chosen. Chẳng cái đồ bì bộ phần này. Mà phần này nè. Lên bài. People believe that many more people will die of skin cancers. Skin cancer nâng ở Mahari spike over the next 10 years nè. Over the next 10 years. Được mai dân nữa là bây nè lũ lê sẽ bảo mà chỉ mơ một phây cho nam cơ mà khu bát chia ba sẽ bảy tăng thường hộ tuyệt bà nè. Chẳng lại tăng an dễ tha it is believed that chẳng các bạn á kê chưa tha được mắt á it is believed that chẳng cái đồ bì bộ phân á ní máu bộ phân này nè. Ok lấy bộ phân if it hadn't rained so much we would have finished the job on time chẳng mà nè. Chẳng we would have the job on time chẳng đô mà chẳng mà the job would have been finished chẳng mà nè. Ok đô phi và phần này nè nè phần này để đọc we can't take the car nhưng ở lại do làm bà nè the people at the garage are repairing it. Nhưng anh dạy thao we can't take the car it is being repaired at the garage mà viết cái phong thật ban kê chua chốt nữa ai cả ok chứng mê diễn dưới mình tàu phân năng thế học môn trởn sẽ mẹp ca mơ video nâng hồi nư chụp tiên ở video khỏi tiết ok học môn.